Joystick loại này thì có hai thang đo, thang đo mm và thang đo hệ inch. Thang đo mm sẽ nằm ở bên dưới và thang đo hệ inch nằm ở phía trên của thước. Các cái thước cặp lớn, kích thước lớn hay là thang đo rộng thì hãm thước luôn luôn là bằng vít. Thước cặp lớn thì thường chỉ có một vế, nhưng riêng model này thì nó có hai vế ngàm đo, một vế chính và một vế phụ. Đối với thước cặp loại lớn thì khi mà ngàm đo trong sẽ là ngàm nằm ở ngàm lớn, ngàm chính, ngược với lại thước cặp nhỏ. Khi dùng một thước cặp để mà đo đường kính ngoài của một vật thể hình tròn thì chiều dài của ngàm cặp phải tối thiểu lớn hơn bán kính. Tối thiểu lớn hơn bán kính của vật thể cần đo thì mới đo được. Nếu mà nó nhỏ hơn thì đo sẽ không chính xác, bởi vì nó sẽ không nằm ở cái vị trí maximum đường kính. Mỗi thước cặp đều có một cái hộp đựng bằng nhựa hoặc là bằng gỗ, tùy theo khi khách có thể lựa chọn là bằng gỗ cũng được, bằng nhựa cũng được. Riêng đối với thước cặp này thì có hai vế của ngàm cặp, ngàm về vế nhỏ, ngàm cặp nhỏ thì nó nhọn nên là nó sẽ có thêm một cái ống bằng nhựa để bảo vệ, để tránh trường hợp mình va đập nó làm sẽ làm cong cái mũi nhọn của cái ngàm cặp.